mỹ nữ mà. Đẹp quá. Chuyện gì đây? Chạy đi, động đất. Chạy đi, tập ơi, chạy đi, có động đất. Cái gì? Động đất á? Cái gì kia? Thuốc tàn hình. Thuốc này là sao? Sao nghe lạ thế? Viên thuốc này đẹp phết nha. Hóa ra viên thuốc này có thể tàn hình được. Cũng thú vị phết đấy. Đi thôi. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, 4. Hít thở, hít thở. Tay đưa cao lên nào. Tay dang ngang bằng vai. Tay song song trước mặt. Buông cả hai tay. Hôm nay tập thể dục thể nào trời cũng nắng to. Đáng yêu phế đi chứ. Nhược, ở đây nhìn trộm bóng à? Cái gì vậy? Làm gì có gì đâu. Đẹp quá. Ôi, ôi, ai đây? Cái gì đây? Chẳng lẽ cô mà à? Cô mà sao Bim Bim lại bay lơ lửng thế này? Tránh xa tao ra. Cái gì đây? Bim Bim lại còn biết bay nữa à? Như là ở đây có ma ấy. Mà cô phải sợ tôi ấy. Ma, đứng lại. Đáng đời dưỡng. Không ở nhà nấu cơm đi mà còn ra đây ngắm gái à? Anh Hoàng đang ở nhà. Mình đi trên đường. Wow. Tao quyết định rồi. Ta sẽ mua bộ áo dài này cho Tấm. Nàng ấy vất vả với ta bao nhiêu lâu nay rồi. Nó rất xứng với Tấm. Hóa ra là tặng mình nè. Sao chảo lại ở đây? Chẳng lẽ có ma? Tốt nhất mình nên im lặng chứ còn được qua. Mà trên đời làm gì có ma. Không sợ, phải đi mua quà cho Tấm mới được. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, cho con xin ít tiền ạ. Ông ơi, làm ơn giúp tôi với. Anh là người tốt, xin cứu rỗi tấm thân nghèo hèn này. Tôi đói quá. Thôi, này, anh cầm lấy. Anh cầm lấy số tiền này về lo cho gia đình đi nhé. Tôi cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh. Đúng là ông trời có mắt mà. Anh Hoàng á, đã tâm lý lại còn tốt bụng nữa. Đây rồi. Ái chà, anh Hoàng á, hôm nay còn bạn tận tìm áo cưới để mua áo dài cho mình. Thích thật đấy. Món quà này chắc chắn Tấm sẽ thích lắm đây. Anh Hoàng là số 2, không ai là số 1. Yeah. Tan. Rồi, búp bê. Túi gì đấy? Mang đây ta xem nào. Không được, đây là quà ta tặng cho Tấm. Không bao giờ đưa ngươi. Vẫn còn ngoan cố à? Lính đỡ, lên. Hả? Không ổn rồi, anh Hoàng gặp chuyện. Phải làm sao đây? Hoàng thượng. Mong giao nó đây không. Nếu không ngươi sẽ phải chết. Không, đừng. Anh Hoàng, ta xin ngươi đây. Đây là món quà cuối cùng ta dành cho Tấm. Vì ta mắc bệnh hiểm nghèo, ta biết ta không sống được bao lâu nữa. Món quà này nhất định ta phải tặng cho Tấm. Xin ngươi hãy tha cho ta lần này. Ngươi nói có thật không?
Coi như lần này là lần cuối cùng ta với ngươi gặp nhau. Hãy để lại một chút kỷ niệm đẹp được không? Sao anh Hoàng, mình lại không nói với mình chứ? Chàng thật là tệ mà. Tấm ơi, ta về với nàng đây. Anh Hoàng, cái cậu búp bê đúng là ngu mà. Đầu to mà óc thì quá nhỏi. Mình chỉ có tí mà nó đã tin rồi. Lần sau á, à, không có lần sau. Vẫn còn nguyên nè. Anh Hoàng, Tấm, Tấm, sao nàng lại dẫn bác sĩ đến đây làm gì? Bác sĩ, khám giúp ta đi. Chàng không cần phải giấu nữa, thì biết hết rồi. Ta làm sao chứ? À, ê, đừng. Sao chàng bị bệnh nặng như vậy? Của ta, nói đi biết. Ta bị bệnh hồi nào? Nàng nói gì vậy? Ta biết hết rồi, chàng không cần phải giấu nữa. Lúc đó, chàng nói hết với búp bê rồi còn gì? Là chuyện đó. Ôi trời ơi, là ta chỉ bịa ra để lừa cô ta mang quà về cho nàng đấy. Hóa ra không phải chàng bị bệnh thật à? Trước thì không, nhưng mà giờ thì có rồi đây. Đau quá. Ôi trời ơi. Ê, ta không biết gì đâu nha, tất cả là tại cô ấy. Thôi ta về đây. Nàng được xong phải tìm hiểu kỹ rồi mới làm nghe chưa? Ây à, thôi thiếp xin lỗi mà, để thiếp massage cho nhé. Ây ừ. Mông của ta đau quá. Đánh một cái này. Tấm, nàng quá đáng thế. Thiếp đang lấy lòng chị độc đó. Mọi người biết chuyện gì đã xảy ra không? Ui, nén thế chứ liền. Nàng được lắm. Cái này chuẩn phết. Tấm à, nàng còn non và xanh lắm. Con gái ở nhà ngoan nha. Dưỡng đi chơi, tuần sau dưỡng về. Ai Dưỡng ơi, ở nhà ngoan ngoãn nha con. Tuần sau Dưỡng về rồi. Sao Dưỡng đi không gọi con vậy? Con ở nhà lấy gì mà ăn đây? Đây, nhắc đến ăn là bụng cứ réo liên tục mà. Nửa lạnh ơi. Đói thế nhỉ? お前はもう死んでいる。Hết sạch ra. Hết mất. Đi ngủ. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng. 1, 2, 3, 4. Hít thở. Tay đưa cao lên nào. Nè. Ui là trời. Đứa nào biết vừa vào đầu bạn. Bà nguyền rủa nó phải chết đói cả đời. Bác, thế mà phải đi làm giúp việc á? Không quá đâu. Bạn
ta là ma nơ canh, ta không biết. Ta là chủ quán. Hello chị. Ngươi đến đây có việc gì? Em đến làm giúp việc. Cái này hình như hơi bẩn, em ủng hộ cho. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Dạ. Thôi được rồi, ngươi ở đây trông quán cho ta. Nhớ cảnh đấy, con chuột nào mà ăn hết giết. Ồ, giết luôn hả chị? Đi nhanh thế. Mày không nói được chắc không nhìn thấy gì đâu nhỉ. Đi thẳng đi chứ. Đúng rồi. Ừ, đi thẳng đi nha. Không được rẽ đâu đây. Mà đâm đâu thì đâm, mặt sáng mày. Trong cái khó ló cái khôn. Con chuột không thèm nhưng con này thèm. Thời tiết này cứ phải gọi là đẹp mê ly. Đĩa thịt lông bỏ hạt nha, nhanh lên. Ê này, đứng lại, đi thẳng rẽ trái, đi vào đường cốt, hôm nay quán đóng cửa. Mày ốm mà. À này, bán hàng thì bán, lại còn chu bỏ chửi khách nữa chứ. Có thể là cô cái gì hả? Mày nói em cô gì hả? Cút cút nhớ mặt bà đấy. Mặt mày có gì ta phải nhớ chứ. Làm ăn mất ngon, còn không thể chấp nhận được. Đúng là quán vô văn hóa vô ý thức. Khách đến mà chửi xả xả vào mặt khách nữa chứ. Này, ô, người nói quán nào thế? Tôi nói cái quán ở góc mít đi tiếp vào trong ấy. Quán góc mít đi tiếp vào trong. Quán mình mà, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Tôi bảo này, có đi cà phê á thì tránh cái quán đấy ra nha. Kẻo lại bị chửi chúng tôi đây. Lắm. Nani? Sao vậy, xúc xích lại hết thế này? Con cám, người dám ăn hết xúc xích của ta à? Để xem ngươi làm những gì. Được lắm, chủ quán cho một ly trà đào cam xả nha. Anh đi có việc, cấm nghịch ngợm đồ trong phòng này, biết chưa? Dạ, em có nghịch gì
Cám ơi, cám. Anh Hoàng. Anh Hoàng ơi. Tâm, có chuyện gì mà nàng hốt hoảng vậy? Anh Hoàng ơi, em cám lấy hết tiền của chúng ta đi rồi. Em cám thật là quá quắt. Để ta đi tìm em cám. Đợi thế, tiền này mình sẽ đi mua đồ ăn, mua quần áo các kiểu ha. Cám mất một chút để lấy mất nữa. Dám ăn trộm hết tiền của ta. Lính đỏ, ok, lên. I'm ready. Go. Ê, dừng lại anh ơi. Quần anh bị đánh kìa. Làm sao? Mày tính lấy tiền của tao á? Còn cám, người dám. Này, có ba đứa nhau vô đây. Tao bảo phát, lên hàm, đi dịch lại bây giờ. Mày đứng yên đấy. Mày nhá, đừng lại gần tao. Lính đỏ, vậy. Chủ nhân đợi em ơi. Anh ơi, cứu em. Cám, tiền anh đâu? Tiền của búp bê nó xài em trộm. Em có biết gì đâu. Cám, còn cám kia. Búp bê, ngươi định làm gì? Đấy, con búp bê xài em ăn trộm tiền của anh đấy. Em nói thật, em đảm bảo luôn á. May mà em chưa đưa tiền cho nó đây. Anh thấy em siêu chưa? Hả? Má. Đi sang kia. Lính đỏ, giữ nó. Anh ơi, sao anh nở lòng nào? Em không phải nói dối nữa. Anh biết hết mọi chuyện rồi. Cám nhà các ngươi lấy trộm tiền của ta rồi bỏ trốn. Có chuyện đấy sao? Được rồi, để ta tìm em cám rồi trả tiền cho ngươi. Được. Đó, em còn gì để cãi nữa không hả cám? Nhưng mà anh ơi, em biết lỗi rồi, anh tha em đi. Cứu em đi, em chết đây. Dừng ơi. Đi đi, cứu. Đi đẹp thật đi. Đứa nào gọi mình thì phải à. Dừng ơi, cứu cám. Dừng. Ôi rằng nghe thấy tiếng. Kia chẳng phải là cám nhà mình sao? Dừng lại. Dừng ai cứu con. Dừng lại. Dừng đây rồi. Sao đây ví dụ? Chúng mày muốn gì? Ai cho bắt nạt con gái tao? Có dùng tao đây á, tao gốc sợ chúng mày. Giỏi thì vào đây. Vào đây. Con của ngươi dám ăn trộm tiền của ta, giờ tính thế nào? Cái gì? Con của tao mà phải đi ăn cắp à? Chúng mày có bộ điên đúng rồi đấy. Em cám đã đi ăn trộm tiền đó Dương. Có chuyện đấy à? Được rồi, tiền của cám ăn trộm tao sẽ trả. Dừng đi. Đau quá Dương ơi. Mệt hết cả người, công với việc. Tâm ơi, người đâu rồi nhỉ? Tâm ơi, nay nấu gì ăn đấy, ta đói quá. Sao không có cái gì thế này? Tâm ơi. Vườn không nhà trống luôn. Tâm. Tâm ơi. Tâm. Dậy cho ta. Nắng lên đỉnh đầu rồi. Nàng không đi nấu cơm, quét nhà, lau dọn đi. Để bẩn bè bét thế này. Ta không ngờ nàng lười như vậy đấy. Hôm nay quốc khánh mùng 2 tháng 9, cả nước được nghỉ, chẳng biết chưa. Mùng 2 tháng 9 á? Ta tuyên bố từ năm sau không có ngày mùng 2 tháng 9 nữa. Hả? Chàng định cãi buồn á? Không có chuyện đấy đâu. Nàng cứ chờ đấy mà xem. Khiếp sợ chứ. Chàng làm gì làm đi. Mình buồn tiếp. Đói quá. Vợ với chả con, cơm thì không nấu, đói móc cả mồm rồi. Cảnh ngộ thôi. Thằng Hoàng đấy à? Ai ốm mà Dưỡng, sao sao Dưỡng nằm đây? Chắc là cũng giống nhau thôi. Này, ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, mẹ ghẻ với em cảm đình công tao từ sáng tới giờ đã ăn cái gì đâu. Thế Dưỡng cũng giống con à? Con cũng đói. Tao biết chỗ này á, người ta vẫn làm mùng 2 tháng 9, làm xuyên thứ hai đến chủ nhật. Mày có đi không? Hả? Chỗ nào mà làm việc hăng say thế Dưỡng? Đi, còn với Dưỡng lên đường. Quán bia. Quán bia. Vô. Chưa đi chết cho chỗ này là hơi bị khét nha. Tao dừng chơi sạc điệu mà. Em ơi, cho anh đĩa hoa quả đi. Nhanh lên. Dạ tới đi. Dạ mời anh. Em cứ phục vụ bọn anh liên tội tỏ
đợi bà, tí sẽ có thưởng cho em nha. Trước tiên là không phải nghỉ đâu. Em yên tâm, phục vụ bọn anh tốt thì tiền bo sẽ chơi nhiều. Cứ phải gọi là thoải mái đi. Lên nhạc, lên nhạc. Uống đi em ơi. Yo, gắn ly chú em. Quay mặt lên đi. Em ơi, tí lên xe với anh nha. Anh cho em bắn con bao đại dương. Nhìn em đẹp lý hơn con xin tự ra cả. Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của con. Hương là phải vui. Hey, tao dặn này, về là tao cấm mày nói với con sư tử là mình đi hát đi nha. Nó mà biết á là ra khỏi nhà ở nghe nha. Con có phải trẻ lên ba đâu mà Dưỡng dặn. Rồi, về đi vào. Vào uống miếng nước. Dưỡng vào nhà con làm gì? Sao lại không về được đi vào? Ôi, cái thằng bưng đi. Mày, tao là tao đi về nhà tao đây nha. Yo! Yo đây!